Tin sáng 30 giây hôm nay với những nội dung đáng chú ý. Tràn ngập các diễn đàn, tràn ngập các trang báo lớn nhỏ của quốc tế và trong nước là thông tin về sự kiện bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hàng trăm triệu người dân nước Mỹ đang kỳ vọng rất nhiều vào vị tổng thống tương lai của mình. Đây là một cuộc bầu cử với những diễn biến gay cấn chưa từng có. Hãy lắng nghe ý kiến của người dân từ xứ sở cờ hoa và cả người dân từ Việt Nam về kết quả bầu cử lần này. Năm nay miền Trung mất mát quá nhiều, bên cạnh công tác khắc phục cơn bão số 9, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục đặt phương án ứng phó với diễn biến phức tạp của các cơn bão đang hình thành ngoài Biển Đông, với tinh thần cảnh giác cao nhất là không để mất người, mất của nhiều hơn nữa. Nếu có một miếng bánh, hãy chia sẻ cho miền Trung. Nếu có một tấm áo ấm, hãy đóng góp cho những người còn khốn khó hơn mình ở vùng bão lũ. Những ngày qua, bao nhiêu câu chuyện đẹp nhân văn liên tiếp được viết nên từ vùng thiên tai bão lũ, trong đó có những em nhỏ dù nghèo khó nhưng vẫn thể hiện tấm lòng thiện của mình bằng những hành động nhỏ nhất. Câu chuyện trong 30 giây lan tỏa hôm nay. Đừng bỏ lỡ nhịp, giữ tín hiệu và cùng tin sáng 30 giây hôm nay quý vị nhé. Thành phố New York là thành phố lớn nhất tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Ở góc nhìn trên cao thì New York nổi bật với hàng trăm ngàn khối nhà chọc trời với nhịp đập liên tục không ngơi nghỉ. Lẽ hiển nhiên vì đó là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và trung tâm của vùng đô thị New York, một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu. Là nơi Liên Hiệp Quốc đặt tổng hành dinh nên nó cũng là một trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế. Thành phố thường được gọi là New York City, thành phố New York để phân biệt với tiểu bang New York. Nằm trên một bến cảng thiên nhiên lớn thuộc duyên hải Đại Tây Dương của Đông Bắc Hoa Kỳ, thành phố gồm có 5 quận: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens và đảo Staten Island. Cũng tương tự Việt Nam, khí hậu ở New York phân hóa thành 4 mùa, tuy nhiên về tính chất từng mùa thì hoàn toàn khác biệt với chúng ta và đó cũng là nét đặc trưng riêng của thời tiết ở thành phố này. New York còn là nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Tượng nữ thần tự do, biểu tượng của New York, tòa nhà Empire State, tòa nhà cao nhất New York, Brooklyn, chặng dừng không thể bỏ qua khi đến New York, Times Square, quảng trường thời đại, giao lộ của thế giới hay như công viên Central Park, tọa lạc giữa lòng đô thị Manhattan, rộng lớn và cực kỳ sầm uất của thành phố New York. Công viên được ví như là lá phổi xanh của New York. Những ngày này, cả thế giới dường như đổ dồn về nước Mỹ với sự kiện bầu cử tổng thống mang tính lịch sử. Và đâu đó trong nước Mỹ vĩ đại ấy là những thành phố với sức lôi cuốn lạ kỳ cho những ai, với những ai đã và chưa từng đặt chân đến. Vĩnh Trọng và Phương Thúy rất vui được chào buổi sáng tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn tin sáng 30 giây để khởi đầu cho ngày mới của mình. Vâng, và góc nhìn từ trên cao ngày hôm nay đã đưa chúng ta đến thành phố New York, nơi được mệnh danh là quả táo lớn của nước Mỹ. Và New York thì luôn sầm uất, đặc biệt là trong thời gian này khi mà bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu tin sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng chúng tôi chuyển góc nhìn cận cảnh hơn đến không khí của thành phố New York nói riêng và của nước Mỹ nói chung ở thời điểm đặc biệt này. Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì tình hình bầu cử tại Mỹ đang có dấu hiệu phức tạp khi mà cả hai bên phải kéo nhau ra tòa án tối cao. Hiện tại, số phiếu đại cử tri ông Biden vẫn dẫn trước ông Trump, nhưng mà ở một số bang chiến trường quan trọng như là North Carolina và Georgia thì ông Trump vẫn đang dẫn trước và nếu những bang này công bố kết quả bầu cử thì chắc chắn là ông Trump sẽ giành chiến thắng. Vâng, tuy nhiên thì nhiều bang vẫn đang chần chờ đưa ra kết quả và viện lý do chưa kiểm kê xong thì ông Trump nói rằng các bang này chậm là để có thêm thời gian gian lận bầu cử. Hiện thì tòa án tối cao đã vào cuộc xem xét. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới các bạn trong những bản tin sau. Ở trong một diễn biến khác, theo nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội thì có một cuộc đụng độ đã xảy ra bên ngoài Nhà Trắng giữa những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ phong trào Black Lives Matter. Nhiều pháo sáng đã được đốt, có cả đoạn ghi lại lá cờ Mỹ bốc cháy. Theo cảnh sát cho biết tình hình hiện đã được ổn định trở lại. Vâng, liên quan đến các cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng, theo cảnh sát Mỹ cho biết thì một số đối tượng đã có những dấu hiệu bạo lực buộc nhà chức trách phải dùng các biện pháp cứng rắn để giải tán người biểu tình. Trong đó một số người đã bị bắt giữ. Các cuộc đụng độ đang bùng phát ở một số nơi làm dấy lên lo ngại sẽ tiếp tục có các cuộc biểu tình khác nổ ra nhằm phản đối kết quả bầu cử.
Còn khi cuộc bầu cử Mỹ dần qua đi thì mọi người lại tiếp tục dành sự quan tâm của mình tới đại dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và gây ra nhiều ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và xã hội của Nhật Bản. Mới đây, một nhóm các nghệ sĩ ở miền Tây nước này đã có một ý tưởng, đó là tổ chức triển lãm các đèn lồng in hình những con quái vật trong truyền thuyết và truyện cổ tích nhằm mục đích là xua đuổi Covid-19 đi xa. Thưa quý vị, bão Goni chính thức trở thành cơn bão số 10 trên Biển Đông, được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên trong các ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11. Bão đã bắt đầu gây mưa lớn diện rộng ở miền Trung từ đêm qua. Hiện các tỉnh đã cấm biển, sẵn sàng ứng phó với bão số 10. Tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các địa phương trước 14 giờ ngày 4 tháng 11 kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Tại tỉnh Quảng Ngãi, thì cùng với sự tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động và tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại. Tính đến sáng nay, thì Bình Định cũng đã kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Tỉnh Phú Yên cũng đã ban hành lệnh cấm biển, cấm các tàu thuyền ra khơi, các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ, trên biển bắt đầu cấm biển từ 9 giờ sáng ngày 4 tháng 11. Mà ứng phó với bão mới và đồng thời cũng tiếp tục khắc phục hậu quả của cơn bão vừa qua. Mới đây, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức đã trao kinh phí ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi khắc phục hậu quả cơn bão số 9. Tính cho tới chiều ngày 3 tháng 11 thì đã có 60 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hỗ trợ kinh phí ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi khắc phục hậu quả với tổng kinh phí hơn 63 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ công khai kịp thời số tiền ủng hộ này cho các địa phương để giúp cho ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Theo đó, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người sử dụng lao động được phép thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác. Và hy vọng là sau một năm vất vả này thì quý vị sẽ nhận được nhiều tin vui trong dịp tất niên. Và kể từ thời điểm này thì các tin tích cực cũng đã dần trở lại rồi. Kinh tế nước ta đang dần hồi phục sau đợt dịch Covid-19. Các doanh nghiệp đang cố gắng tìm cách để trở lại thị trường. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh FAMI, thị trường lao động thành phố trong những tháng cuối năm 2020 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, kể cả khu vực chính thức và phi chính thức. Đây là cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường, người lao động tìm việc, người lao động bị mất việc vì dịch Covid-19 và cả nhóm người dịch chuyển lao động trong giai đoạn hiện nay. Dự báo trong 3 tháng cuối năm có khoảng 62.000 tới 65.000 chỗ làm việc trong khắp các nhóm nghề. Thưa quý vị, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, Lâm Đồng thông tin địa phương sẽ không tổ chức mùa hội cỏ hồng Lang Biang. Cỏ hồng là loài cỏ hoang dại có sắc hồng pha tím, chỉ pha màu một lần trong năm vào dịp cuối thu đầu đông và vẻ đẹp cỏ hồng được rất nhiều du khách cả nước yêu thích. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, dù năm nay không diễn ra mùa hội cỏ hồng như thông lệ hàng năm, nhưng địa phương luôn tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực đồi cỏ hồng lãng mạn. Thưa quý vị, hành trình lan tỏa sáng nay xin mời quý khán giả đến với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Hà, nằm ở huyện miền núi Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Những đợt mưa lũ và sạt lở vừa qua đã ảnh hưởng tới đời sống của đồng bào địa phương vốn đã nhiều khó khăn rồi. Thế nhưng thật ấm áp khi mà chúng tôi nhận được tin rằng hai em học sinh lớp 5 của trường đã gửi trả lại 5 triệu đồng bị lẫn trong quần áo cứu trợ. Tấm lòng của hai em học sinh nghèo học giỏi thật là đáng trân trọng, và chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện chi tiết ngay bây giờ. Ở ngôi trường bán trú miền núi xa xôi này, các thầy cô giáo đã rất nỗ lực để động viên các em học sinh đến trường. Bởi đôi khi, nhà của các em cách trường vài chục km đường rừng và khó khăn trong mưu sinh của cha mẹ chính là cản trở khiến các em nhỏ đứng trước nguy cơ bỏ học rất cao. Hồ Thị Khuê và Hồ Thị Thanh Hoài, người dân tộc Vân Kiều, cũng gặp nhiều khó khăn như thế. Gia đình bữa đói bữa no, nhưng hai em vẫn là học sinh khá giỏi nhiều năm liền. Đáng quý hơn, khi phát hiện tiền trong quần áo hỗ trợ, hai em đã báo với thầy cô để nhanh chóng tìm kiếm và trả lại 5 triệu đồng cho đoàn thiện nguyện ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Là cô đã hỗ trợ cho
Quý tấm lòng của hai em, Đoàn Thiện Nguyện đã tặng hai em 1 triệu đồng và 4 triệu đồng gửi lại nhà trường mua dụng cụ học tập cho học sinh. Mặc dù khó khăn nhưng các em là vẫn luôn luôn có cái đạo đức tốt và không có tình tham lam cho học sinh. Sáng 3/11, huyện đoàn Vĩnh Linh cũng đồng viên các em, cũng đã trao cho các em cái giấy khen và các cái phần thưởng để động viên kịp thời. Và trong đợt tiếp thời gian tiếp đây thì là hội khuyến học huyện Vĩnh Linh, rồi là tỉnh đoàn Quảng Trị cũng sẽ là động viên cái, đặc biệt là cái phong trào người tốt việc tốt được nhân rộng trong nhiều nhà trường mà huyện Vĩnh Linh đã và đang thực hiện. Dẫu còn đó nhiều khó khăn, thế nhưng bằng tấm lòng hiếu học, sự tốt bụng, hai cô trò nhỏ của vùng Vĩnh Linh, Quảng Trị sẽ tiếp tục miệt mài bên con chữ. Hy vọng cả Khuê và Hoài đều có thể tiếp tục học giỏi, chăm ngoan. Vâng, quý vị thân mến, như thường lệ thì sáng nay trước khi ra đường thì chúng ta cần lưu ý về tình hình thời tiết phải không ạ? Và chúng ta cùng đến với phần cảm nhận thời tiết của phóng viên Thanh Kiều. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào chị Phương Thúy, chào anh Vĩnh Trọng và chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thì tôi muốn cập nhật về tình hình của bão số 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì bão số 10 có gió mạnh cấp 8, cấp 9 và giật cấp 11. Thì bão số 10 sẽ hướng vào các tỉnh đất liền từ Quảng Ngãi cho đến Khánh Hòa. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 sẽ đi theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, thì những cái tàu thuyền mà đang hoạt động ở những vùng nguy hiểm vẫn có khả năng chịu tác động mạnh bởi gió giật mạnh. Và do ảnh hưởng của bão số 10, thì những cái tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến mưa rất to từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 11 với tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm mỗi đợt. Thank you FBNC. Thưa quý vị, riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì cuối năm cũng là lúc triều cường lên, gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại cũng như là mùa màng của bà con. Cho nên quý vị cần phải chú ý theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, triều cường cũng như là thủy văn để có phương án chủ động điều chỉnh sản xuất, lịch sinh hoạt nhằm ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do mưa ngập gây ra. Vâng, đến đây thì chương trình bản tin sáng 30 giây của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào 6 giờ sáng trên kênh FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phương Thúy và Vĩnh Trọng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin sau.